này nè, cho đây hơi xíu đây đúng rồi, ok rồi mình nhìn cái nó vừa 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 lên, ok chỉ siêu chứ không siêu liền, ok tưởng ghé này tưởng ghé này làm tụi nè nói thổi 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 đang nghĩ nè, bạn nghe là nên nghe chưa có tất cả đang lẫn đi chuyện rồi đó. Đó mọi người vừa nè, em ghê ghê đẹp mặt không? Chú bắp gì? Bắp mặt anh hả? Ồ anh hả? Vậy em máy bương nhật. Có sao không sao? Vậy thôi xem chiếc này. Thì đỡ xong rồi cho con này nghe cái đó. Nó cho màu vậy vậy nữa hả? À, ý là cái kết vậy mà. À cái kết vậy được, cái kết vậy được. Ý là cái kết là nó siêu lòng theo mày đó. Siêu lòng được không sao? Cái nữa em bay ra đặt tả rồi. Trời, có đáng xài không? Không, quá là đã đi. Không, không, không. Không hả? Đó. Vậy được. Không nó ngồi lên nữa. Nhưng mà anh nhắc tay nha. Ờ. 3, 2, 1, chuyện. Khóc. Bây giờ anh nghĩ mà khóc, có lợi gì? Mọi chuyện nó xảy ra rồi. Không nói gì thôi. Em thì nói vậy thôi mà. Thì kiểu mà hỏi thăm nè, với anh cũng thay đổi rồi. Em xin lỗi, em bụng bề quá. Em ngồi đậu quá, bụng bề gì đó, kiểu thôi để anh đi vô lại lấy cái băng cho anh. Băng kia nha. Ừ, không nè, không có ra. Băng kia nha. Ừ, rồi. Một đầu xé ra là băng vô nè. Anh sẽ cho em mọi người rồi, em còn làm phiền anh nữa. Ừ, có gì đâu mà, có gì đâu mà ngại. Cái quyền mà sao em quá. Đúng rồi, bông đẹp quá. Em run, run. Em không cưỡng lại được. Run, không, không, đúng run. Đúng. Mấy cái cảnh hôn run. Hôn được cái nào đâu? Hôn thì cũng hơi xem xém tí. Ủa còn cảnh nóng đâu mà nè. Xé môi. Xé môi run run. Mỗi tập có một cảnh. À. Tập có một cảnh thôi. Xé môi đừng đừng. Cái này đang tập mấy vậy? Tập 2. Tới tập 2 đúng không? Rồi tới tập 3 luôn. Các bạn sẽ là mỗi lần đi vô ngón tay chỉ mặt mình sẽ cắn ngón tay của nó. Nó cắn kìa, cắn kìa, đó, đó. Kìa chỉ vô mặt đó, cắn vô mặt. Đó, đó. Không, mình nghĩ là mình sẽ không cắn, mình sẽ liếm. Không, cái ông biết sao đang liền liếc liếc nãy giờ kìa. Không đang nóng nãy giờ. Chỉ chỗ nào mình liếm chỗ đó. Rồi quay đi, quay đi. Rồi, quay lại cho các bạn đăng Facebook và thấy hay chưa đăng à. Máy dạy 3, 2, 1, diễn. Chinh. Nói cho em biết đi, là sao em thay đổi vậy hả? Bỏ ra. Tại vì hồi trước em quê mùa, em không biết trông diện. Anh nhìn... Nhìn gì? Chắc rồi. Em quên thoại. Em nhìn gì? Này em phải rưng rưng sẵn đi. Nãy cái màu nữa, nãy là hết rồi. 3, 2, 1, diễn. Chính. Nói cho anh biết đi, tại sao em thay đổi vậy hả? Bỏ ra. Tại vì hồi trước em quê mùa, em là mẫu, em không biết trông diện. Anh nhìn người ta đi, người ta xinh đẹp cao sang như thế. Còn em ở bên anh thì em được cái gì hả? Em... Anh định đánh em? Bảo. Gì? Hai đứa làm gì mà cãi lộn la lối thật. Biết với anh đi chung á. Cứ định cái khúc này thì đi ẹ vậy. Đúng rồi. Còn đó anh lại mở rồi gió gương luôn. 3, 2, 1, chị. Dễ đoán không? Ủa? Làm gì mà mới sáng sớm ra đây ngồi vậy? Mấy cái sổ sách cần em giải quyết nè. Sao? Có cần em phụ gì không? Mấy cái này chuyên môn của anh mà sao em biết được phụ? Rồi em tìm công việc làm tới đâu rồi? Dạ thì em cũng chắc sắp tới em cũng phải tìm thêm mấy công việc khác nữa. Chứ làm một công việc thì cũng đâu có được tốt thôi. Công ty của anh á, ông sếp cũng cần tuyển tài xế riêng à. Mà anh thấy như em có bằng lái xe đúng không ta? Dạ đúng rồi, đi, không ấy anh giới thiệu em đi. Ờ, cái gì để anh giới thiệu em với ổng, rồi em làm tài xế cho ổng luôn. Ê, dạ. Hai người đang nói chuyện gì vui quá vậy? Chuyện nào đúng rồi. Anh tính cho chồng em làm tài xế của ông sếp anh. Lương tháng cũng ổn lắm. Thế thì chồng em có vấn đề
nhiều nha. Anh em trong nhà không có khách sáo quá. Giờ em rảnh không? Đi anh lên công ty luôn. Thấy chưa? Ơn nghiệp. Dạ, em rảnh anh. Thấy chưa? Gì? Có, anh sai rồi, có, anh có cái câu trước đó nữa. Thôi đâu, mày là bán đâu, mày bán đâu. Thì là cái nội dung nó là vậy thôi. Ừ. Thì nội dung là cảm ơn, thì bé này cảm ơn, xong rồi em cảm ơn. Nghĩa nè, cái chỗ anh nói chung là nói chuyện là anh giới thiệu đi làm rồi em là em cảm ơn chứ mấy ngày đầu cái nội dung là gì đó. Ok, chứ đâu có nó khác là dung này là vô ứng của mới ngủ chơi. Hồi nãy em vô đúng không? Đúng không? Không, không hai ông chờ liên là nhé, không thể nào. Trước khi nói sếp anh đang muốn kiện là xé là cô này để vô gọi mấy nghe nè. Anh nói đến cái câu mà đang định kiếm thêm việc làm thêm nữa. Máy chạy 3, 2, 1, diễn. Đang bực đó. Cái gì? Em còn hỏi em bực cái gì nữa. Hôm qua em đi bảo làm gì? Em muốn gì đâu mà anh chiều vậy? Đấy đó. Thôi đẹp lắm thì được. Hỏi đồ này đẹp không? Không được nè, em ngủ. Thế rồi đi. Dũng đi, Dũng đi. Cứu anh, cứu em đó, cái nào đứng dậy. Dễ rồi. Đợi đúng là tao rồi. Đúng rồi hả? Thôi. Dậy lại cho. Còn kéo tay. Đấy là giống như con ngủ vậy ta. Ở đâu dậy mày? Trên cao dưới đây. Trên cao là dậy cho dài ra. Đúng rồi, trên đấy, bên đó, bên đó. Không lớp, không lớp. Dậy đi. Rồi, buông tay đó. Dậy thôi, lép mặt mạng không? Ôi nè, lịch cái cho vui nè. Em bật cái lạnh đúng không? Không, đang chạy khí, khôi thuốc á. Nghe mùi không? Alo. Nghe mùi thuốc không? Không. Cái gì? Mày giờ nóng chưa? Đúng 30 phút lái xe qua chở tôi công việc. Dạ, dạ em nghe. Nãy dấu hả? Nãy dấu hả? Nãy không nghe mùi thuốc khá lá nồng nặc. Không, sếp anh gọi đi. Giờ anh phải đi. Em ở nhà ngủ trước đi. Em thấy không? Vừa mùi dầu thơm, vừa mùi thuốc lá, giờ đủ hết mùi luôn. Mùi đồ ăn hả? Anh biết rồi. Mua. Xong hết. Ok. Rồi xong rồi, anh quay cái đó. Bảo bảo. Cho anh xem thử.